Ý nghĩa bốn chữ cửu quyền thất tổ Theo truyền thống dân tộc Người Việt Nam chúng ta đều sùng ngưỡng tam giáo Phật, Thánh, Tiên Vì thế Trong nghi thức thờ cúng Đức Thầy dạy Nơi tư gia của mỗi tín đồ có ba ngôi thờ cúng Là để tượng trưng cho tam giáo Đó là Một bàn thờ Phật Cũng gọi là ngôi tam bảo Nơi đây tôn thờ dị giáo chủ đạo Phật Trong cõi ta bà và mười phương chư Phật Pháp, Tăng, Cùng Phật Tổ, Phật Thầy Bàn thờ này đặt ở giữa nhà Cao hơn bàn cửu quyền thất tổ Có ý nghĩa tượng trưng cho Phật đạo Lúc mới khai đạo 1939 Đức Thầy dạy tín đồ trang trí ngôi tam bảo Một bức trần điều Là vì noi theo truyền thống của Đức Phật Thầy Tây An Đến tháng 2 năm canh thìn 1940 Đức Thầy cho toàn thể trong đạo đổi lại bức trần màu già Với lý do được Ngài giải thích như sau Nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ trần điều tự xưng cùng tông phái với chúng ta làm sai phép, sai giới tôn chỉ của Đức Phật nên toàn thể trong đạo đổi lại màu già. Lại nữa, từ trước đến giờ các sư dùng màu già để biểu hiện cho sự thoát tục của mình và màu già ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác nên có thể tượng trưng cho sự hòa hiệp của nhân loại không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy chúng ta dùng nó trong chỗ thờ phượng để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Hai, bàn thờ ông bà hai cửu huyền thất tổ tượng trưng cho thánh đạo nơi đây là tôn thờ tổ quốc và ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp bàn này đặt giữa ngay giữa nhà thấp hơn ngôi tam bảo hoặc dưới ngôi tam bảo nếu nhà nhỏ thì làm nhị cấp là một nền đạo xuất phát trong lòng dân tộc người tín đồ phật giáo hòa hảo với tôn chỉ học phật tu nhân không thể thiếu bàn thờ ông bà được ba bàn thông thiên có ý nghĩa bàn thờ thông lên trời cũng gọi là bàn thờ cộng đồng tam giáo dùng để tưởng niệm bốn phương trời phật nó hàm chứa tinh thần tín ngưỡng Phật trời muôn thuở của người dân Việt Nam chúng ta Bàn thông thiên còn có ý nghĩa tượng trưng cho tiên đạo Tóm lại, với cách thiết trí ba ngôi thờ cúng gồm đủ Phật, Trời, Tiên, Thánh trong mỗi gia đình NGUOI tín đồ Phật giáo hòa hảo thường quan niệm rằng tư gia của mình dí như một ngôi chùa nho nhỏ Trong bài góp ý này, chúng tôi xin cùng quý đồng đạo thảo luận về ý nghĩa của bốn chữ cửu quyền thất tổ Đồng thời, cũng nên tìm hiểu chữ này có từ lúc nào và do đâu mà tín đồ Phật giáo hòa hảo phải tuyệt đối phượng thờ. Như vừa trình bày, hầu như tư gia của người tín đồ Phật giáo hòa hảo nào cũng có bàn thờ cửu quyền thất tổ và bốn chữ này luôn được người tín đồ nhắc nhở mỗi ngày qua hai thời cúng lạy. Cuối kính dân hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Trước hết là lời giải thích của cố đồng đạo thiện tâm trong quyển sấm giảng thi văn toàn bộ chú giải Cửu quyền thất tổ, thành ngữ chỉ cho ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp đến giờ Cửu quyền, theo nho giáo, hán học, thì cửu quyền là cửu tộc Gồm có cao, tầng, tổ, thảo, kỷ, tử, tôn, tầng, quyền Có nghĩa trên mình bốn bậc là ông sơ, ông cố, ông nội, cha Giữa là mình và dưới mình bốn bậc là con, cháu, cháu chắc, cháu chích. Xưa, đời hạ võ bên Tàu có đốt chính cái đỉnh bằng đồng để thờ tổ tiên tộc họ. Triều đình nhà Nguyễn Việt Nam cũng có tạo ra cửu đỉnh đặt tại nhà Thái Miếu, có ý để tưởng nhớ tổ tiên nòi giống. Tuy nhiên, nên nhớ là thờ lạy bốn bậc trên đã qua đời, còn sự cứu độ và liên đới trách nhiệm thì cả luôn bốn cấp dưới. Thất tổ, theo Phật giáo, Phật học, thì thất tổ là tổ tông bảy đời, do chữ thất thế phụ mẫu, có nghĩa là mỗi lần sanh ra một xác thân đều có tổ tiên cha mẹ, mà bảy đời như vậy gọi là tổ tông bảy đời. Theo phong tục ở Ấn Độ, con số bảy là con số tượng trưng cho số nhiều, vô lượng. Bởi từ vô thủy tới giờ con người chết đi rồi sanh lại không biết bao nhiêu lần, cho nên thất tổ là chỉ cho ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp. Điều này, Đức Thầy đã bảo. Chừng nào đắc được lục thông, giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, cho ông cò tào hảo. Căn cứ theo hai lý giải trên Từ trung cửu quyền thất tổ là một thành ngữ ghép cả hai từ ngữ cửu quyền, Hán học và thất tổ, Phật học Ban sơ là tiếng cầu chúc lẫn nhau Chúc cho cửu quyền thất tổ nội ngoại Sau thành thói quen Nên dùng làm thành ngữ chỉ chung cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp Mượn cây đuốc huệ Và đầu cuối lại cửu quyền thất tổ Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành bài nguyện trước bàn thờ ông bà Tiếp theo là phần giải nghĩa của đồng đạo Nguyễn Văn Chân trong quyển từ điển đặc dụng Cửu quyền thất tổ có thể hiểu theo hai nghĩa thông dụng Một, để chỉ ông bà cha mẹ đã nhiều kiếp cho đến bây giờ Ngoài ra còn có nghĩa tổ tiên nòi giống trải qua bao thế hệ, bao đời nay Theo nho giáo gọi cửu quyền là cửu tộc, cao, tầng, tổ, cảo, tỷ, tử, tôn, tầng, quyền Thất tổ Phật giáo gọi thất tổ là tổ tông bảy đời Do câu thất thế phụ mẫu Mỗi lần sanh ra một thân xác đều có tổ tiên cha mẹ Bảy đời như vậy gọi là tổ tông bảy đời Ấn Độ gọi con số bảy là số tượng trưng cho số nhiều Cửu quyền thất tổ Con số tượng trưng để chỉ ông bà cha mẹ hoặc tổ tiên nòi giống trong nhiều kiếp đến bây giờ Hai, cửu quyền còn gọi là cửu tộc, cao tổ, tăng tổ, khảo tổ, nội tổ, phụ, tử, đích tôn, tàng tôn, huyền tôn Cửu tộc là chính lớp người trong tộc họ Bản thân, cha, con, ông nội, cháu nội, ông cố, cháu tàng tôn, ông sơ, cháu huyền tôn Thất tổ, Phật giáo thuyết thất thế phụ mẫu, phụ mẫu bảy đời Riêng về Phật giáo hòa hảo Đức Thầy có giao cho ông Hương Hào Phỉ Nguyên văn bài giải thích cửu quyền thất tổ như sau: Cửu quyền là cửu tộc, nghĩa là chính đời trong gia tộc mình, đếm từ cao tổ, tăng tổ, khảo tổ, nội tổ, cụ tử, đích tôn, tằng tôn, huyền tôn. Còn thất tổ là bảy lớp tông tộc của mình trong bảy kiếp, vì Phật nói chúng ta sanh ra vô lượng kiếp, nhưng mà dạy cầu nguyện trong bảy lớp tông tộc mà thôi, nên gọi là cửu huyền thất tổ. Sau đây là phần thuyết giảng của Cố Đồng đạo Lê Văn Phú tự tho tại xã Long Điền, quận chợ mới năm 1972 và một vài nơi khác, chữ cửu là số 9, không nghĩa nào khác. Chữ huyền là đen tối sâu kính cho nên gọi là huyền bí huyền diệu chữ thất là số bảy không nghĩa nào khác chữ tổ là ông bà tổ tiên bốn chữ này là con số tượng trưng vì chữ cửu và thất còn ám chỉ cho bên nam và bên nữ nam thất nữ cửu ai trong chúng ta cũng có ông bà quá giảng tức là có nam có nữ chữ huyền là sâu kính ám chỉ không biết bao nhiêu đời ông bà cho nên đức thầy có dạy phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp Nghĩa là ơn sâu của cha mẹ là con số vô lượng đếm không hết được Nho giáo dùng chữ cửu tộc để giải thích cho chữ cửu quyền là không đúng Bởi vì không ai đem con cháu mà thờ chung với ông bà tổ tiên bao giờ Năm 1939, Đức Thầy viết bốn chữ này đem lên để trên bàn thờ ông bà Tính đồ lui tới tổ đình thấy dậy nên bắt trước Về nhà cũng viết bốn chữ này đặt lên bàn thờ tổ tiên, thờ phụng cho đến ngày nay Quý đồng đạo vừa theo dõi sự giải thích của các cao đồ Phật giáo hòa hảo về ý nghĩa bốn chữ cửu quyền thất tổ. Sau đây chúng tôi giới thiệu thêm sự giải đáp của nhà sư Thích Giác Hoàng cũng về bốn chữ này để mở rộng tầm hiểu biết. Không biết bốn chữ này được xuất hiện trong văn bản nào sớm nhất, nhưng theo chỗ chúng tôi biết, bốn chữ này xuất hiện trong tác phẩm Sự lý dung thông viết bằng thể thơ song thất lục bát của Thiền sư Hương Hải, 1728, 1715, được tiến sĩ lê mạnh thác đã dày công biên khảo và dịch lại cho in chung trong toàn tập minh châu hương hải phía sau cuốn sách có in toàn bộ tác phẩm và ngữ lục của thiền sư bằng chữ hán tác phẩm xử lý dung thông cũng nằm trong phần phụ lục này có đề cập đến bốn chữ cửu quyền thất tổ trong hai câu thơ thích độ nhân miễn tam đồ khổ thoát cửu quyền thất tổ siêu phương đại ý là giáo lý đức phật thích cao quá độ chúng sanh để thoát khỏi ba đường khổ địa ngục ngạ quỷ và súc sanh và có khả năng cứu thoát cửu quyền và thất tổ được siêu thăng. Có lẽ vì câu trên quá cô động nên bản việt ngữ của tiến sĩ lê mạnh thác vẫn giữ nguyên như vậy. Và phần dưới có chú thích ngắn gọn về bốn chữ cửu quyền thất tổ như sau: cửu quyền chín đời cao tầng tổ cha mình con cháu chắc chít thất tổ bảy đời cao tầng tổ cao cao tầng tầng tổ tổ cao tổ Mặc dầu trong các từ điển, chúng tôi không thấy có chữ quyền nào có nghĩa là đời cả, nhưng qua quá trình diệt quá, chữ này được hiểu như là đời, và có lẽ nên dịch là thế hệ thì chính xác hơn. Chính thế hệ trên, nếu phiên âm bằng chữ Hán thì được viết như sau, cao, tầng, ổ, tảo, ỷ, ử, ôn, tầng, quyền. Như vậy, nếu lấy thế hệ mình làm chính thì tính ngược lên bốn đời và tính xuống bốn đời thành ra chính đời. Đồng thời, có một vị hòa thượng đã giải thích rằng sở dĩ gọi chữ quyền ở đây vì chữ quyền trong cửu quyền này vốn có nghĩa là đen vô lượng kiếp chúng sanh luân hồi sống chết khi thân xác này rã rời phân ly trả về cho tứ đại những chất tinh tủy xương máu và thịt tan rã quỷ hoại đều biến thành màu đen nên gọi là quyền bởi chính thế hệ dần xoay sống chết như vậy nên gọi là cửu quyền thất tổ là bảy ông tổ tổ là ông nội của đời mình đi ngược lên sáu đời nữa gọi là thất tổ. Như vậy, chữ cửu quyền bao quát hơn chữ thất tổ. Vì thất tổ chỉ cho các thế hệ đi trước, còn cửu quyền không những chỉ cho bốn thế hệ trước mà còn nhắc đến bốn thế hệ sau nữa. Chính vì vậy, nơi thờ phụng những vị quá giảng còn được gọi là nhà thờ cửu quyền, viết bằng tiếng Việt, thỉnh thoảng dùng bốn chữ cửu quyền thất tổ, viết bằng chữ Hán. Ngoài ra, Hàng Lâm Nguyễn Phú Thứ cũng có ý kiến về các chữ cửu quyền thất tổ như sau. Theo thiện ý của tôi là cửu quyền tức chín đời và thất tổ tức bảy tổ. Bởi vì, con số bảy và chín ở đây để phân biệt nam và nữ như đã dẫn ở trên. Đó là ý kiến, xin quý bậc cao minh bổ túc chỉ dạy thêm. Cửu quyền hay cửu tộc hoặc cửu đại tức dòng họ gồm chín đời tính từ cao đến thấp đối với dòng họ trong gia tộc, được tính từ đời ông bà Sơ trở xuống đến các chút như sau. Ông bà Sơ, Quyền tổ, ông bà cố, tăng tổ, ông bà nội hay ngoại, tổ phụ hiền tổ, cha mẹ, phụ thân, bản thân, các con, tử, các cháu, tôn, các chắc, tăng tôn và các chút, huyền tôn. Có người nói, cửu quyền gồm chín bậc, nghĩa là mình đứng ở giữa có trên bốn bậc và có dưới bốn bậc tức là cao, tăng tổ, tổ, thảo, ỷ, tử, tôn, tăng tôn, huyền tôn. Còn thất tổ là gì? Tức là tổ tông bảy đời. Bởi có câu thất thế phụ mẫu cũng căn cứ sự dẫn chứng ở trên Được tính từ ông bà nội trở lên đến ông bà kỹ một Ông bà nội, tổ phụ hiền tổ 2. Ông bà cố, tầng tổ 3. Ông bà sơ, huyền tổ 4. Ông bà sờ, lai tổ 5. Ông bà sẫm, côn tổ 6. Ông bà cẩm, nhân tổ, già 7. Ông bà kỹ, dân tổ Do vậy, ông bà mình thờ cửu quyền thất tổ là thờ cả dòng họ nhiều đời từ ông bà kỹ, dân tổ, đến các chúc trong thân tộc, đáng cho người hậu thế như chúng ta noi gương. Bởi vì, đó là căn bản đạo đức của dân tộc Việt Nam đáng ngưỡng mộ và biết ơn tiền nhân, không khác, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ kẻ đào giếng. Trích dẫn từ trang 838 đến trang 853 quyển tử vi và địa lý thực hành. Tóm lại, bốn chữ cửu quyền thất tổ đã được nhiều cao đồ trong hàng ngũ phật giáo hòa hảo giải thích rất rạch ròi Dở lẽ ngay cả những nhà sư hoặc nhà văn cũng đã bỏ công sưu tầm nghiên cứu để tìm hiểu nghĩa lý chúng tôi hy vọng qua những ý kiến được trình bày chư quý đồng đạo cũng được ít nhiều thỏa mãn đã là tín đồ phật giáo hòa hảo ai cũng mang nặng tứ đại trọng ân và ai cũng mong có ngày đáp trả trong đó ơn tổ tiên cha mẹ cũng chính là ơn cửu quyền thất tổ lại đứng hàng đầu Do đó, muốn đáp đền công ơn cửu quyền thất tổ không gì khác hơn là phải lo tu hành chân chánh, nhất là phải hành theo những gì mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa. Giọng cửu quyền sớm tối mới màu. Quy chấm 2, kệ dân. Hay, đầu cuối lại cửu quyền thất tổ. Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành. Bài nguyện trước bàn thờ cửu quyền. Do đó, mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy đều nguyện giái cửu quyền, thất tổ, Ông bà cha mẹ quá giảng về ăn với mình để tỏ lòng hiếu thảo. Quy chấm 6 khi ăn cơm. Đặc biệt là phải làm sao để tu cho kẻ bạo khâm nhường. Đẹp lòng cha mẹ cửu quyền chờ trông. Thu đã cuối, bởi vì nay con quy Phật tu hành. Cửu quyền thất tổ lòng lành chứng tri. Bài nguyện trước bàn thờ cửu quyền. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó chẳng hạn như phải ở chung đậu với người khác không có tu hiền hay không cùng một đạo với mình hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chỗ phượng thờ, thì đến giờ cúng kiến chỉ giái thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng. Quy chấm 6. Thờ phượng Xin đừng để Đức Thầy phải buông lời than trách. Cửu quyền thất tổ chẳng thờ. Để thờ những đạo ngọn cờ trắng phao. Quy chấm 1. Khuyên người đời tu niệm. Ngoài ra, nếu chúng ta cố gắng chuyên tâm tu hành cao công quả, sẽ cứu vớt được cửu quyền thất tổ đang còn đọa xa nơi chốn diêm đình. Tu cầu yên nước lợi nhà. Cửu quyền thất tổ diêm la thoát hình. Quy chấm năm, khuyến thiện. Ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền. Thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Giải thoát cửu quyền. Thất tổ cửu quyền nơi chính suối. Mỉa mai xa lánh sáu đường duyên. Quy chấm năm, khuyến thiện thất tổ cửu quyền nơi chính suối Những mong hậu tấn biết tâm chay vẫn đợi thời cơ Đồng thời Chúng ta cần lo trao thân hành đạo Bố thí trì chay để hồi hướng công đức Cầu nguyện cho tổ tiên dòng họ được siêu thăng tịnh độ Thoát khỏi sự khổ não Trong luân hồi lục đạo Trong bài nguyện trước bàn thờ cửu quyền Mà người tín đồ phải sớm chiều hai buổi thường hành Đức Thầy có dạy Nguyện đem công quả tu hành Cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài về Phật quốc ngày ngày an lạc. Cả giống dòng giải thoát luân trầm. Trẹt. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyễn Văn Hiệp.